Rồi, chào tất cả anh em nha. Này chủ nhật cuối tuần, chúc anh em nhiều niềm vui, an lành, nhiều hạnh phúc nha anh em. Này Zippo Thúc Nguyễn, mình mới về 200 Zippo. Mình làm clip trên tay giới thiệu tới anh em nha. Này những biểu tượng cũng rất là nổi tiếng nha anh em. Những biểu tượng của nước Mỹ cũng như là của hãng Zippo Mỹ, rất là sang trọng, tinh tế, lịch lãm cho anh em trên tay sở hữu chơi ha. Hàng full box, zin từ ga tới Z, hợp đựng giấy tờ đầy đủ, anh em chơi hoặc làm quà biếu, quà tặng cho người thân, bạn bè cũng rất là sang trọng, ý nghĩa để anh em trên tay ha. Này bên phải là em Zippo đồng nha nè, khắc chìm mà nữ thần tự do Liberty ha, biểu tượng của thành phố New York và biểu tượng của nước Mỹ, nữ thần tự do nha nè. Dòng Zippo đồng khắc chìm hai mặt trước và sau luôn, đồng đáy bằng nha nè. Còn bên trái là em Carom trắng khắc chìm mà 5 ngôi sao, con số 1932 ở dưới, đó là năm thành lập hãng và cái Zippo đang bật nắp cháy, chữ Zippo xéo. Em này thì quá là nổi tiếng rồi nha anh em, rất là nổi tiếng, được nhiều anh em yêu thích lựa chọn ha. Cũng dòng Carom trắng thì cũng rất là bóng bẩy, lịch lãm để anh em trên tay. Anh em nào chưa đăng ký kênh, ấn nút đăng ký kênh Zippo Tuấn Nguyễn luôn ha. Và cho mình xin một like clip nha anh em. Còn số điện thoại mình để trên tiêu đề clip, anh em nào có nhu cầu rước hai em nó cứ alo mình, mình xin trên tay giới thiệu chi tiết với anh em nha. Đây là em đồng nha anh em, khắc chìm mà nữ thần tự do Liberty ha, hai mặt trước và sau luôn nha anh em, y chang nhau. Em nói đấy bằng nha anh em, hàng zin nha anh em, chưa hề đụng chạm gì thấy hết, mới về show tới anh em luôn. Hàng chính hãng bên mình thì rất là nhạy lửa nha anh em, giữ săn lâu ha. Anh em nào có dịp ủng hộ qua thì quá rành rồi. Dòng Zippo đồng nha anh em, biểu tượng của nước Mỹ ha, Liberty, nữ thần tự do. Bên phải có chữ Liberty nha anh em. Có nhu cầu xem hình ảnh chi tiết em hai em nó thì vô trang Facebook mình, đường link mình để vô mô tả video clip ha. Đây mình trên tay nhanh với anh em thôi, không làm mất nhiều thời gian của anh em ha. Dòng Zippo đồng Rap nha nè, nữ thần tự do Liberty ha. Còn đây là em Carom trắng khắc chìm 5 ngôi sao, con số 1932, năm thành lập hãng, chữ Zippo xéo và cái Zippo đang cháy nha nè. Em này cũng rất là sinh động, tinh tế để anh em trên tay, rất là nổi tiếng, sao trường bóng nha nè. Em nó đây lõm ha, cũng hàng zin luôn nha nè, chưa hề đụng chạm gì hết, chế tới hết, anh em cứ về chế xăng xin vô là dùng thôi. Về giá hai em nó anh em cứ nhấn vô tiêu đề clip nha, sẽ hiện đồ mô tả có giá hai em nó để anh em tham khảo ha. Bên mình thì giao toàn quốc nha anh em, anh em cứ alo là có hàng tới tận tay cho anh em chơi. Yêu thích anh em like clip ủng hộ ha, và ấn nút đăng ký kênh Zippo Tuấn Nguyễn luôn nha anh em. Rồi kỹ anh em xem ha, hàng zin anh em chơi hoặc làm quà biếu, quà tặng cho người thân bạn bè cũng rất là phù hợp, full box luôn anh em. Và kèm theo. Rồi, cảm ơn anh em xem clip nha. Chúc anh em chủ nhật cuối tuần nha, nhiều may mắn, an lành và vui vẻ bên người thân bạn bè ha. Tạm biệt anh em.